mình hái á là mình phải, một là mình sẽ lấy một cái như một cái cây như thế này mình ngắt ra luôn, chứ mà không có hái nó từng hạt. Khi hái xong rồi cái kéo cắt trên đây nè, cái này cuốn luôn, nó sẽ không bị ảnh hưởng mấy cái trái và mấy cái hạt ở bên sâu xung quanh mình, với là hại cho cái cây của mình. Xong cái mình về mình tuốt như thế này, mình tuốt như vậy nè, nó mới ra hạt. Xong rồi mình xay, xay ra thì nó sẽ thơm hơn. Song Hỷ xin kính chào ông bà, cô chú và các chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Hỷ đang có mặt trên đường 64 Lý Thường Kiệt, Phú Quốc. Thì Song Hỷ cũng chia sẻ hôm qua thì cái hậu trường là mình đi di chuyển từ tàu phà đi qua bên kia bên Phú Quốc rồi. Thì sáng nay thì tưởng là không mưa, nhưng mà ông trời cũng mưa lâm râm thôi, nhưng mà không có lớn. Hy vọng cũng có một cái gì đó gửi đến bà cô chú khi mà mình đi Phú Quốc. Thì sáng nay thì Song Hỷ thức dậy sớm đi, rồi mình đi ăn một món đặc sản ở Phú Quốc mà nghe mấy bạn review rất là nhiều, đó là bánh canh cua. Thì giờ mời cả nhà đi cùng với Song Hỷ ha. Ở đây có bánh canh ghẹ chứ không? Bánh canh ghẹ luôn. Bánh canh ghẹ Gia Nghi Phú Quốc mà cũng có luôn súp cua luôn. Giờ mình sẽ vào trong ha, tại vì sáng nay thì hơi mưa lâm râm. Cái view ở đây thì cái kiểu mà hơi cục cổ xưa xưa á. Em chào chị. Đây, ở trong cái khu vực này thì nó sẽ cách biệt so với cái khu vực của khách ngồi. Ở đây có một cái bồ che như thế này, thay vì một cái vách ngăn mình xây bằng bất cứ những nguyên liệu gì, nhưng mà chị sử dụng ở đây làm cái bồ này là gần gũi thiên nhiên của mình. Nó nhìn cái kiểu nó hơi xưa xưa cổ cổ á, không gian này cũng rất là tuyệt. Ở đây là mình có bánh canh ghẹ và súp cua hả chị? Đúng rồi, có hai. Em đi qua đây thì cũng khoảng một năm rồi, quay trở lại thì không biết được cái quán này, nghe mấy bạn kia review ăn rồi, nên là em cũng muốn là qua đây để mà thưởng thức những cái món ăn này á. Thì ở trong cái những cái khu vực này thì mình gồm những cái topping nào mình ăn cùng với cái bánh canh ghẹ hả chị ha? Rồi trứng cút và trái ghẹ xào á, ghẹ mình xào lên rồi núng rồi thịt da. Dạ đúng rồi. Đúng cái này là bách thảo, cái này là ốc heo em. Ốc heo là mình ăn kèm với tô bánh canh ghẹ. Thường thì một số em thấy là thường là họ sẽ bán là bánh canh ghẹ không, còn ở đây chị kết hợp là cùng súp cua luôn. Dạ đúng rồi. Không, súp cua là chị bán riêng. Như cái bánh canh ghẹ là cái thứ này, còn súp cua là ốc heo nè với bách thảo và trứng cút là riêng. Em thấy da heo đây là chị sẽ quấn cái kiểu mà quấn heo à, quấn như thế này nè, cộng dây á, xong rồi quấn cuộn lại. Mình luộc. Mình cắt ra như thế này nên là nó không có dòng. Dạ. Thường thì giá dao động một tô thì khoảng bao nhiêu tiền chị? Dạ tô đặc biệt là của chị là 50. 50 là sẽ gồm những cái phần dạ, đầy đủ hết. Dạ. Còn miếng 40 là mình không có ốc heo và bách thảo. Dạ. Cái con này là cái con gọi là cái con gì vậy? Dạ nấm rơm á em. Ủa? Nấm rơm hả? Nấm rơm em tưởng cái con dạ, gì chứ? Nấm rơm nè em. Tưởng giống như con hến luôn, con gì đó. Có nấm rơm á là mình sắc ra á. Mình sắc ra cái đầu mình xào lên, mình sẽ ăn cùng với bánh canh ghẹ. Cái giờ hoạt động của quán mình là từ mấy giờ đến mấy giờ dạ, chị? Dạ 6 giờ rưỡi tới 9 giờ rưỡi tối. 6 giờ rưỡi sáng tới 9 giờ rưỡi tối. Dạ. Quán mình hoạt động được lâu chưa? Dạ cũng 7-8 năm. 7-8 năm rồi mà bây giờ mình mới phát hiện nha. Anh đang ngồi. Chính xác mình để 8 giờ rưỡi rồi chị. 8 giờ rưỡi là lúc trước thôi, lúc giờ là mình bán lại là 9 giờ rưỡi. Do nhu cầu của bà con, nếu giống như Song Hỷ là đi phà qua thì đôi khi mình cũng muốn ăn sáng trước khi mình đi vô trung tâm á. Thì ở ngoài này thì cũng gần tương đối, từ ở phà mình đi qua đây thì khoảng mười mấy phút thôi. Cũng tiện cho mình. Mà thật sự ở Phú Quốc bây giờ cái thay đổi rất là nhiều luôn. Dạ. Em nghe lâu rồi em mới đi quay lại hả? Em đi hả? Chắc cũng hơn một năm rồi. Dạ. Nhưng mà thấy khu này thì chưa đi bao giờ. Thì khu vực. Ở đây là mình, ở bên đây là bánh canh ghẹ, còn bên kế bên vách là của mình là nhà xưa. Dạ, là đủ các loại món xưa hết. Lẩu như lẩu mắm nè. Rồi lẩu chao nè, rồi lẩu thái, lẩu riêu cua. Rồi như canh tập nạp hồi xưa mình ăn đó. Ủa nhưng mà là chị là đứng nấu luôn hả? Không, cái này là có người nấu là chị bán thôi. Là cô chủ gia công thức hết. Gia công thức hết. Dạ. Ở đây chị có một cái bộ bà ba. Ở đây chị cũng có một bộ, chị kia cũng có một bộ luôn. Đúng rồi, ở đây là bán là bằng bà ba. Bà ba hả? Thì mình bán theo kiểu xưa mà dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy chị cho em một tô đầy đủ đi ha. Một tô trước. Một phần súp cua luôn. Một phần súp cua luôn. Súp cua đây nó như thế nào?
Dạ, một cái nồi nhỏ này là nồi gì chị ha? Dạ, nồi nước trụng của chị ấy. À. Dạ. Trước khi mình ấy là mình phải trụng qua cái nước trụng xong rồi mình... Cái vàng vàng đó là gì chị? Dạ, cái này là chả ghẹ. Chả ghẹ? Dạ, đúng rồi. Có những cái phần mà nguyên liệu mà mình ăn bánh canh ghẹ rồi cũng có một số mình thấy nó khác biệt á, là mình muốn đi mình trải nghiệm được nhiều món mình biết hơn. Dạ. Mỗi nơi đều có một cái nguyên liệu nó khác nhau để mà mình làm ra tô bánh canh. Cái này là nước trụng, mình trụng bánh canh cho nó mềm, cho nó da hết những cái chất bột của mình ấy. Bánh canh này giống bánh canh bột lọc chị? Dạ, cái này không phải bột lọc mà nó giống như bột gạo trong á. Bột gạo trong trong á. Dạ. Có một cái nồi nhỏ để mà mình trụng bánh canh. Dạ. Cho nó nóng, với lại nó mềm. Cái nồi của chị nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Đây cô chủ cổ cũng phong thủy nữa cho nên cổ làm đồ cũng ấy. Anh thấy là cả những cái phần mà trang trí từ ngoại vô trong là cái tao mang phong cách mà xưa là biết rồi. Dạ. Cỡ nào đầu tư cỡ nào chứ thấy đồ xưa giờ chứ cũng đắt tiền lắm á. Dạ. Nếu như ví dụ như mấy cái chén con gà hoặc là tô con gà này kia nó cũng giá cũng cao lắm. Hôm nào mình hẹn gặp cô chủ thử coi cô chủ cỡ chút xíu cô chủ ra tới bây giờ đó. Cô chủ là khoảng bao nhiêu tuổi chị? Chắc khoảng 40 giờ. Ý tưởng hay quá. Ý tưởng hay. Cô chủ sáng tạo lắm. Ở bên Gạch Giá mình cũng có một quán nữa em. Quán cũng là bánh canh này. Dạ, luôn. Dạ bánh canh này luôn. Dạ cái này ghẹ xào. Cái này ghẹ xào xong rồi tới hành lá rồi. Dạ. Ngò với hành phi. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Tiêu bưng thằng chị bánh canh 50 cho chị. Chị cho với em súp anh ăn. Dạ. 40 hay 50 đặc biệt, anh. Cũng... đặc biệt luôn. Súp cua thì một phần đặc biệt thì bao nhiêu tiền? Là 50 ấy, 50 em. Luôn. Dạ. Vậy là bánh canh và súp cua cũng đồng giá luôn? Không, súp cua chị có 3 giá 30 và 40 và 50. Tại vì 50 là có 4 cái trứng cút và 2 cái miếng bích thảo. Bích thảo này dạng như mình còn hơi kiểu mà nó hơi béo nó hơi. Dạ. Sợ như vậy nó béo ngậy. Dạ. À. Với mình được 2 cái miếng ốc heo. Ốc heo. Dạ. Vậy là 50. Còn 40 mình làm có một gốc này và một miếng bích thảo thôi với 3 trứng cút là 40. Dạ. Cái nồi súp cua thì bên kia. Nồi súp cua. Ngoài mình bán mấy cái đồ này mình có bán nước uống này kia không chị, kèm không? Dạ có, đây có sâm nấu ở nhà đó em, chứ với nước ngọt đó. Hả? Dạ đúng rồi. Chắc một xíu nữa em muốn sâm lạnh. Sâm là nấu ở nhà rất là ngon á em. Dạ em cũng phải uống sâm lạnh. Nó không có ngọt ngọt quá mà nó vừa uống. Dạ. Dạ. Đây mình sẽ để ngò, cái này là súp cua là mình có ngò chứ mình không có hành. Dạ. Dạ, cũng để hành này. Phi. Dạ. Rồi để thêm miếng dầu mè. Cái đó là dầu mè. Dạ, cho nó thơm ha. Dạ, đúng rồi. Dạ, để tiêu. Rồi bây giờ là bữa sáng của mình là hai món là thấy là đầy đủ năng lượng rồi đó cả nhà. Nhìn cho heo hấp dẫn ha. Cái này mình để vô mình ăn liền ngon. Khi khách trộn lên đầu nó bị bung ra. Tại vì nó vô nước nó sẽ bung ra.
dặn. Này cái nhà mấy cái câu mà mắc cười quá à. Sát vách có cơm lẩu giá bình dân. À, nãy giờ thì Song Hỷ có chia sẻ mà cô chú là cái công đoạn mà chị là chuẩn bị những cái món ăn này cho Song Hỷ. Thì Song Hỷ ở đây có hai món nên là Song Hỷ gọi ra hai món. Không biết là mình ăn hết hay không nhưng mà xíu nữa xong cái video này sẽ mình sẽ ăn cho nó hết. Bây giờ á thì á ngồi cái không gian này thì Song Hỷ thích nhất là mấy cái ghế nè, ghế tre thì anh Caramel ngồi bên kia. Còn Song Hỷ tới Song Hỷ thì ngồi cái ghế bình thường này thôi. Đó, nhưng mà cái cảnh cái góc mà mình ngồi á nó rất là chill luôn. Đó. Rồi đũa nè, muỗng nè, ống đũa bằng tre nè. Cái những cái khay hoặc là những cái đồ đựng gia vị cũng là bằng những cái đồ xưa. Đó. Rồi. Ly con gà, chén, tô. Ở đây có bánh canh ghẹ và có súp cua. Em mua cho anh một chai chai sâm để anh uống cho nó mát. Nhưng mà chút xíu ăn xong là hết mưa nha. Hết mưa để mình đi chơi. Lâu lâu mất tiền đi chơi mà mưa quá trời. Mà nghe nói là năm nào 2 tháng 9 cũng mưa hết. Chỗ nào cũng vậy nên thôi. Mình gãy đi, mình đi đi vòng vòng rồi mình ăn uống, mình trải nghiệm bên đây cũng có một cái gì đó đặc biệt đối với mình á. Giờ mình vô cái ly nhìn đã nè. Đi con gà, vô. Vô. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Cái nước xăm này uống thơm ha. Thơm nhẹ, bông cúc, cơm biển. Cái gì là lá quả. Đây một cái tô như thế này. Tô này là tô đặc biệt thì còn gọi là hạt cẩm này có giá là 50 ngàn. Trong này là sẽ có ghẹ xào nè. Thường là mình sẽ ăn là những cái ghẹ mà người ta sẽ luộc xong người ta xé ra. Còn riêng ở đây là ghẹ sẽ xào lên như thế này. Cũng giống như xé ra nhưng mà xào thêm cho thấm gia vị. Cho nó thấm nha. Rồi thịt heo nè. Đó. Thịt heo sắc lát mỏng 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 như thế này. Có vừa có nợ, mỡ vừa có nạc luôn nè. Thơm quá. Rồi nấm rơm. Lần đầu tiên mà ăn bánh canh ghẹ mà có nấm rơm. Nấm rơm, hột vịt bắc thảo rồi trứng cút luôn. Nói chung là nó cũng khá là đặc biệt với mình. Bánh canh. Phải có miếng da heo mà cuốn không? Ờ để em coi thử coi. Có nè. À. Nhưng mà khi mà em trộn lên cái nó bị bợ, nó bị gớt ra rồi. Nhìn nó giống luôn cái đầu bánh canh luôn. Đúng rồi, nó hơi trong trong, cái dạng da heo mình luộc cái nó hơi trong trong á. Cái này nhưng mà em nghĩ là nó dẻo lắm. Hấp heo, huyết. Đó, mình sẽ trộn lên như thế này mình ăn đều ha. Nó mới ngấm cái gia vị. Thường bánh canh hoặc là bánh canh cua hoặc bánh canh ghẹ thì nó cũng có cái kiểu mà nước sốt nó hơi sọt sọt á. Mình thích đi kiểu mà mình đi chơi mà mình được ăn những cái món mà ở địa phương mình thích. Mời cả nhà nha. Chén ở đây thì có cái chén nước chấm này thì không biết là nước chấm gì. Nó có thêm chế hạnh, thêm ớt. Dạ, đem thử coi. Dạ, nước chấm thần thánh của cô chủ. Gia truyền. Gia truyền. Nước chấm gia truyền. Rồi mời cả nhà nha, để em thử cái miếng nước chấm này, thử coi nó là nước chấm gì. Nó có tiêu ở phía trên nữa. Có gì đó nó đặc biệt lắm, nó ngọt ngọt, chua chua, thơm thơm. Mà ăn nước mắm thì phải là nước mắm. Mà nó có cái màu nó hơi vàng vàng cánh gián nè, ghi có tiêu ở trên, ăn cũng lạ. Mời cái nhà. Này là trái ghẹ. Được đâu còn bí quyết nữa xong hả? Đúng rồi. Thôi để cho chị nè. Trái ghẹ nha. Trái ghẹ là cái miếng trái ghẹ này có tiêu, có hành. Đó như thế này. Thường mình thấy chả mực, còn này là trái ghẹ. Chấm vô này thử nha. Mời ông bà cô chú nha. Trong này, trong cái miếng giả ghẹ này nó có thịt heo, mỡ mỡ. Ghẹ trong này tiêu nhiều, hành lá. Cắn vào rất là thơm. Hơi cay cay nhẹ. Xong Hỷ mang cái này, cái mang đôi giày nữa. Cái chân nó hơi cao so với cái bàn đó cả nhà. Nên ngồi nó cũng hơi khó. Thôi giờ mình ngồi ok ha. Bắt đầu buổi sáng. Cái này nó khó gấp quá.
canh mềm, da heo dẻo. Bữa sáng ở Phú Quốc thường thường là bà con sẽ ăn là bánh canh ghẹ nè, bánh canh chả cá, bánh cá thu. Nhưng mà ở đây có thêm một món là bún kèn, bún kèn gì á? Bún kèn cá cá biển. Mình là bún kèn cho mình là bún kèn kể mà xăm sắp nước, nhưng mà bún kèn ở đây nó cái nước nó không có được xăm sắp giống như cái bún nem bùi chóc của người Khmer. Thơm. Cái ghẹ chị xào lên thơm lắm. Thì xem nếu mà đường đi thuận tiện thì có thể mình sẽ chia sẻ cái món bún kèn. Thì mình không biết là bán bữa sáng hay bữa trưa, bữa chiều. Hồi nãy chắc cái món này cũng được đặc trưng ở ở Phú Quốc hay sao. Hồi nãy nghe góc cua mình cũng thấy các cô bán là bún kèn đó. Cái tên kèn là tên đặc trưng cho những cái món ăn mà có nước dừa ở miền Tây đó vậy. Bán bữa sáng hay bữa chiều chị? Wow. À, chị nói bút kèn lượm ở đường Hùng Vương. 30 tháng 4. Có bún quậy nữa. Bún quậy chiến xay à? Chiến xay với Thanh Hùng. Hình như là bún kèn Úc lượm. Qua đây là mình thấy không? Thưởng thức hết những cái món ăn mà mình thích. Bún quậy nè. Ngoài kiến xây thì không biết là có địa điểm nào khác mà để mình cũng thưởng thức không hết. Quán này là mình sạch do những người dân địa phương giới thiệu. Thì mình thường thường đi đây đâu đó thì phải lựa cái mộc, cái bài nào của người dân địa phương đó để tìm hiểu rõ hơn. Nhưng mà em thấy bánh canh ở đây nó xuất rất là thơm. Vừa ăn thơm và ghẹ xào lên á, nó ngấm cái gia vị. Thứ nhất là vừa người dân địa phương giới thiệu, thứ nhì là mình thấy cái view dễ thương. Đúng rồi, lại anh nói em là đi qua đây ăn bánh canh ghẹ, cái em cũng thường thì em sẽ không có hảo món bánh canh vì nó nhiều dỗ, nó bán nó sẽ hơi cái nước nó sệt sệt, mình ăn nó mau no, hay là mình thường là mình ít ăn cái đó lắm. Mà hôm nay đi qua đây ăn cái thời tiết nó mưa vậy ăn nó ngon, lại cái view nó cũng lạ. Thời tiết này kiếm cái lẩu ăn ngon nhất rồi nha, lẩu nóng lẩu cua, lẩu hải sản. Dạ dạ dạ, ốc heo ha, cái này chấm nhiều nó cũng không bị mặn nữa. Như vậy thôi, mình lại nghề bánh chân gai bánh đỏ. Đi qua đây vẫn nghe giọng y gan ở châu đốc. Chân gai bánh giò, bánh giòi, bánh gì đó. Hôm qua ngồi trong khoang lái nhưng mà cũng rất là hồi hộp, tại vì á khi đang ở giữa biển mà nghe cái bộ đàm thông báo là thông báo thuyền trưởng nắm bắt tình hình thời tiết biển. Ở trong giai đoạn có bão này thì mình cũng hơi rén, hơi lo. Vậy thường mình nếu mà đi trong những cái đi bên này thì mình toàn ngồi những cái khoang của những chú thuyền trưởng để mà mình dễ mình tác nghiệp á, thì thường mình sẽ không có nghe những cái thông báo từ đài khí tượng. Vì ngày hôm nay tối đã đi tối rồi, đã mình sợ rồi mà thêm báo cái đài khí tượng cái nữa mình cũng hơi rén nghe. Nhưng mà rất là may mắn là mình an toàn qua cặp bến. Thật sự trên đường đi thì phà chạy rất là êm, không có sóng nhiều như kỳ đi ở Nam Du thì Hồng Sơn. Đi cao tốc nó sẽ tốc độ cao hơn. Cái sóng của nó cũng có thời điểm nào đó nó cũng sóng nhiều á. Để mà mình di chuyển này kia nó cũng khó. Ví dụ như ở đây nó nhiều khi cái hướng gió nó giống như hướng gió bắc đi. Thì nó sẽ ngay cái dạt hay cái này thì gió nó mạnh thì nó sẽ chạy xe cái dòng chạy tàu á, thì nó sẽ nước sóng như thế này bạch. Còn mà nếu mà nó đã qua cái cơn gió đó hoặc là gì đó nên là nó sẽ chạy nó yên ả hơn. Nhưng mà anh dạy anh Kim đi qua Gạch Giá mà đi cao tốc anh dám đi.
sống giật, đợt này sống mạnh lắm. Thịt này mềm anh ha, dễ ăn. Em nghĩ là chút xíu nữa anh làm một tô này với một tô kia thì ngon. Sáng nay tầm 6 giờ sáng là trời đã mưa rồi, nhưng mà mưa nhỏ, mưa lâm râm thôi. Cũng di chuyển được nhưng mà không thể nào mà đi chia sẻ đường phố. Tại vì cái máy móc sẽ sợ mưa á, gì quyết định đi ăn sáng trước, rồi tiếp theo nếu mà trời khô ráo thì mình sẽ đi chia sẻ những cảnh đẹp ở Phú Quốc cho quý khán giả. Có những điểm mới nữa, mình chưa có đi á. Em thưởng thức quả này ha. Này em để đây đi, em ăn hết đồ ăn. Em ăn hết đồ ăn, bây giờ em sẽ ăn qua tới súp cua. Tới súp cua của mình đây. Có heo nè. Như vậy thì súp cua thì mình mấy đứa nhỏ nó ăn phù hợp, cái kiểu mà nó hơi sạch sạch như nè. Ai là đang mệt mệt đó, trời mưa như thế này mình ăn ok. Nó hơi sệt sệt như vậy, có cà rốt, trứng với thịt sắc mà nhỏ nè, thịt sắc nè đó. Xong để trên cái thôi nè, bây giờ mình sẽ trộn lên để mà thịt mình cua. Thịt heo á, thịt heo mình sắc miếng heo, thịt cua luôn. Tại vì súp cua là phải có thịt cua chứ. Đúng rồi. 4 trứng cút đó, nó hơi sệt 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 như vậy. Ăn bánh canh không đó. Chút xíu nữa anh thử thức nó luôn đi, nó mới cảm nhận được có rệt. Còn giờ em đưa anh một muỗng anh thử xong cái điện thoại anh ăn kia thì nó không còn ngon. Nó mắc vị đầu tiên của mình cảm nhận, giờ em ăn trước. Mình caramel nha, mình caramel anh dùng trước nè. Mày cả nhà nha. Đất gì khác. Thơm nha. Kem, cái hộp vịt bắc thảo á. Mình ở đây không biết là làm có luộc sơ hay không, hay là cách giống như là nguyên thủy nó luôn. Mà em cảm nhận được cái ở trong cái lòng đỏ, cái trong cái lòng mà đỏ của hộp vịt bắc thảo á, nó rất là ngậy. Nếu mà mình luộc rồi á, nó sẽ mất cái vị ngậy đó. Có nhiều người thì thích ăn cái bắc thảo chưa luộc. Đúng rồi. Thích ăn luộc rồi. Em thích ăn là chưa luộc á, nó cái chồng trắng nó thì nó sẽ hơi mềm mềm, còn cái chồng đỏ thì nó sẽ còn hơi cái độ ngậy mà giống như lòng đào vậy. Ok. Nấu đây thì nó bị vừa ăn. Và nếu ai muốn ăn đậm vị thì thêm nước chấm. Nước chấm ở đây có nước mắm, nước tương, sa tế. Sa tế là ai muốn ăn cay nha. Còn ở đây thì chị chủ là cũng cho một thêm một cái chén để mà mình ăn kèm. Ai muốn ăn này thì chấm cũng được. Buổi sáng gì là im à? Đặc biệt ở đây là không thấy cái bánh mì chiên. Có mấy cái gì mà nó giòn giòn á. Nấm tuyết. Nấm tuyết này mình ăn nó giòn giòn. Thành Phi đây không biết là chị mua hay là chị làm nhà thôi mà cắn cho nó thơm, nó giòn. Nấm tuyết thường chỉ mua thôi, ít ai làm nhà. Không, ý em nói là Hành Phi á. Giờ mình dễ thêm, mình muốn ăn gì chứ mình sợ mạng có mấy bạn review sẵn chứ. À làm nếu như giờ coi xong hỉ đi, xong hỉ quay chia sẻ mà cô chú thì mình đi Phú Quốc thì sẽ là một cái nguyên một cái hành trình của mình đi đâu ăn gì và ở đâu đó, mà cô chú cũng có thể thêm nhiều lựa chọn để mà khi mình đến Phú Quốc.
Sợ. Rồi uống xong ha. Ăn sáng đi xong, cái Song Thủy sẽ di chuyển, thấy có một cái điểm nào hay hay hoặc là gì đó thì Song Thủy sẽ chia sẻ tiếp tục trên kênh của Song Thủy nha. Hy vọng bà cô chú sẽ đồng hành cùng Song Thủy với anh Caramel. Giờ anh Caramel nó bụng chưa? Ăn, okay. Ăn sáng luôn ha. Thế mình tranh thủ mình đi ra ngoài trung tâm. Giờ này thì cũng gần 9 giờ rồi, hơn 9 giờ rồi chứ. Nên là mình phải tranh thủ cái thời gian này, mình chỉ ở khu vực Phú Quốc 2 ngày thôi. Giờ anh ăn ăn sáng đi ha. Song Thủy vừa ăn sáng xong, giờ Song Thủy di chuyển cả nhà. Do mưa nên là mình ngồi trên xe, mình chia sẻ cái đường đi. Đường này gọi là đường Hùng Dương của phường Dương Đông Phú Quốc. Dương Đông nè cả nhà thấy. Nếu mà mình đi cao tốc thì mình rút ngắn được thời gian mình đi đến trung tâm nó gần. Còn mà đi phà thì nó sẽ di chuyển một khoảng thời gian nữa mình mới đi ra ngoài trung tâm. Hình như là cao tốc đi thẳng tới Dương Đông. Đúng rồi, em nhớ là đi ra ngoài đó, mình đi qua Hàm Ninh nó cũng gần nữa. Nhưng mà cái phà mà mình đi á, nó cũng gần cái khu vực mà Suối Chanh nè, hoặc là những cái khu mà bán nước mắm nè, hoặc là cái chỗ gì Ngọc Trai. Nhưng mà Ngọc Trai này không phải cái Ngọc Trai đầu tiên mình đi lúc trước. Ngọc Trai này chắc cũng mới xây dựng hàng đây. Rồi khu Sim, trồng sim, đặc sản ở bên Phú Quốc là sim, như cả nhà, sim với tiêu. Anh đâu qua đường đó, cho anh đi qua trước đi. Hình như nãy chị ấy nói qua cầu Hùng Vương này là gần chỗ cái quán của cô bán bún càng Úc Lượng. Úc Lượng, để mình coi thử có bữa nào có dịp mình cầu đi buổi Hùng sáng Vương. mình ghé mình ăn. Thì mình xin ghé để xíu mình chia sẻ một cái bến tàu rất là đẹp xong rồi. Không, mình sẽ có chỗ đầu xe. Gió dữ ha. Cầu này mưa quá thôi ha. Dành cái thanh xuân đi chơi mà trời mưa thì là mình sẽ đậu xe đó xíu đi, cái mình đi qua bên đây nè. Cầu này rồi gọi là cầu Hùng Dương. Thôi chú đó có bánh gì. Bây giờ là mình đậu xe ở phía bên đây, cái mình đi qua giữa cầu này. Ấy mà trời mà nắng đẹp, cái mình có nhiều cái khúc phim từ trên cao đưa xuống như vậy cũng đẹp. Anh, chỗ này là cả cảng hả? Hay là tàu cập bến đó? Wow, nhiều vậy. Cái này anh nghĩ là những cái tàu câu mực ở trong ấy. Có nhiều đèn lắm. Đúng rồi. Này, có nhiều đèn, hồi lúc mà mình thông qua mình thấy mấy cái tàu mà nhiều đèn chớp á. Thì em nghĩ là chắc mấy cái tàu này để đi câu mực á. Ui, gió quá. Nhưng mà ở đây là nước biển đúng không? Nước biển thì nước mưa là nước ngọt không ấy. À, em thấy cái màu nó đục nè. Đây nước biển. Cái màu nó đục ngầu giống như cái nước sông của mình vậy á. Có nhiều khu này là tập kết là nhiều con tàu này để đi câu mực. Nhưng mà mình mà chia sẻ được cái cảnh mà bà con mà đi lấy mực á, từ ở trên ghe mà khi mà sáng mà đi bắt xong á, cái tối đi bắt xong cái sáng em lên bờ á là mình đi mua đã luôn, nhìn thấy mê luôn á. Chưa lần nào anh có liên hệ được một bạn ở bên đây, nhưng mà nó giờ ra trời mưa nên không ai câu hết. Bạn đó là chuyên về đi câu mực đêm. Nhưng mà anh thấy ở đây là toàn bộ, anh thấy để chủ hải quan á, những cái tàu là toàn một chủ hay sao á? Hải quan là hãng nước mắm của Phú Quốc thôi. À đây,
Em thấy là có mùi nước mắm là chắc là nước mắm. Nước mắm cá cơm quá. Giờ mưa chắc là mình lên xe tiếp tục cái hành trình của mình ha. Thấy có xe điện nè. À, bây giờ mình lên xe tiếp tục. Cũng may mắn là trời mưa nhưng mà không quá là quá lớn. Không quá lớn. Mình thể đi chia sẻ được chút đỉnh. Đúng rồi. Nhưng quan trọng mình đi mình được thưởng thức đặc sản là mình vui rồi. Còn mà tắm biển được hay không thì cũng là một phần nào đó. Lần nào mình đi biển có bao giờ được tắm đâu. Nói chung là lần này chắc đi Phú Quốc thì sẽ quay ẩm thực nhiều hơn. Thì trời mưa thế này không thể nào quay được những cảnh đẹp vật bay lai cam. Đây có chỗ sửa xe nè, có chỗ bán gà xe, nha. Chỗ bán gà. Chú bán cái con gì á? Thì con chim cu. Cu gáy. Dạ. Yeah. À. Con... à. Em có đồ à? Nhìn như giống em Mon quá à. Sao vậy bạn? Số mà lo chạy không à? Ê. Dạ. Thôi con này nó ăn đu đủ. Còn bên đây thì ăn lúa. Con này như là thạch kê thôi. Thạch kê hay lúa? Lúa. Cái con này là nó ăn lúa hả hả chú? Lúa. Lúa, hạt lúa bên đây nó bè bè á. Lúa, giống như lúa mùa vậy đó. Dạ. Con này con gì á nè? Chích chè. Chích chè. Nó quanh nó mất chết. Vàng quanh. Ở trong nuôi chim có nhiều nè. À. Bán bớt nữa bớt nhiều lắm. Chích chè than nè, chích chè lửa nè. Thì tới mùa thai long rồi xong ấy. À, chị hả? Em không gành mấy cái này á. À nó rụng từ từ hả? Đúng rồi, mỗi năm thai long một lần. Ở đây bán gà luôn. Cảm ơn nhiều anh. Dạ. Ủa xe điện nè. Em có xe rồi. Dạ. Cái xe điện đẹp quá, em quay chút xíu. Cái này là mình đi tới đâu vậy anh? Tất cả đảo luôn, bây giờ hai bạn đi chở hai bạn một vòng. À, bao lụa, một cây, đặc sản, mọi thứ hết một vòng khoảng hơn một tiếng đồng hồ, 200 ngàn. 200 ngàn. Rẻ, rẻ anh đổ xăng hai bạn luôn. Dạ, dạ. Ngắm cảnh luôn. Có nghĩa là mình đi bây giờ chúng ta đây nè. Đi tất cả điểm là vườn sim nè, tiêu nè, mọc cai nè, đặc sản nè, tơ lụa nè, vòng hết cái đường kia bập về trả chỗ này 200 ngàn hai bạn. Wow. Đó, mà nếu 4 người được không? Hả? 4 người, 6 người chứ vậy hả? 10 người. À có nghĩa là bao chiếc xe? Chiếc xe là được 10 người. Đó, à. Tối đa 10 người. Rồi bây giờ anh có chỗ nào đậu xe không? Em đậu xe em lại đi với anh. Đậu xe giờ ok, không đậu đâu được, đậu đây được, ở đây rất an ninh. Rồi tôi sẽ trở lại chỗ đậu xe đi qua chỗ nhà. Nhà thùng nước mắm đậu đây, rồi tôi sẽ chở các bạn đi. Ok, rồi. Rồi năm nay khách du lịch ok không anh? Không bằng 5% bình thường. Ủa thường gần tới cái dịp lễ thì khách sẽ đông lắm mà. À, khách đông là nhạt đường, nhưng năm nay là không có khách luôn. Đi đợt biết rồi. Kỳ vậy ta. Tại sao gọi là con đường tơ lụa anh? À, ở đây không phải cái đường tơ lụa, đó là cái trung tâm mà nó sản xuất tơ lụa và buôn bán kinh doanh vải và tơ lụa. À, là mình đụng dẫn được. Mình trời ơi, vào tham quan thoải mái, tức là họ trưng bày mọi nó từ cái nồi lao 20.000 cho tới đó là mọi sản phẩm ok. À, gọi là con đường tơ lụa. À, không cái trung tâm kinh doanh buôn bán tơ lụa Phú Quốc. Cái này cũng mới hay sao em? À, cái này mới có 2 năm đây. 2 năm. Chứ nghe cũng lạ. Vườn tiêu thì em đã biết rồi nè. Rồi, tiêu rồi. Thì vườn tiêu. Ở đây thì bây giờ sim. Năm nay nữa có thêm hai cái điểm du lịch nữa. Vườn sầu riêng. Vườn sầu riêng Phú Quốc và vườn chôm chôm Phú Quốc, nhưng mà nó khoảng tháng 3 tháng 4 rộ. Hôm nay năm nay là tháng này đã hết rồi. À, tại vì sầu riêng ở dưới em nó cũng hết mùa luôn rồi. Còn ở đây có các bạn thể trải nghiệm là tháng này có những con suối rất là đẹp. Tắm cực kỳ. Suối chanh
Không, suối chanh là cái suối kinh doanh và những cái suối địa phương như suối Mơ, suối Tiên, suối Lỡ, suối Đá Bàn, những tắm trải nghiệm đó đẹp. Nhưng mà mình di chuyển xe vô dễ không? Tức là xe đi tới nơi luôn. Nhờ có mấy cái dịch vụ này nó cũng hay. Mấy đấy thì cái đó thì cái dịch vụ đó giả sử như đến Phú Quốc thì mình vào đó có thể mình kêu nồi là cái cháo gà hay là tức là mọi dịch vụ ăn uống trong đó đều có, không có hải sản nha, tại trong suối rồi. Trong suối chỉ ăn gà thôi, gà chả giò này kia ấy. Còn mình muốn ăn những thứ khác mình mua đem thuê vô. Đó là dịch vụ này. Em nhớ khu này hình như gần nhờ cái gì chạy gì chạy gì đó. Chạy chó. Chạy chó hả? Ở trên đây là có chạy rắn nè, rắn Đồng Tâm nè, chạy chó Phú Quốc nè. Và trên đường đây là cái nước mắm Khải Hoàng là cái cơ sở hai của hồi nãy mình đậu xe đó. Còn vườn tiêu ở đây thì bây giờ chủ những cái gần đây là chuyển còn chỉ mô hình vườn tiêu. Còn thật sự vườn tiêu nằm đấy thì nằm ở trong vùng lõi á. Giống như khu Phương Tượng, khu giữa đó. Mấy hôm nay là có mưa vậy không anh? Hay là mưa? Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa á. Vậy hả? Năm nay lễ mưa luôn. Hôm nay động bão, bữa nay đi đảo không được. Đi đảo không được. Bãi Kem là mình có cần đi qua đảo không ta? Không, Bãi Kem mình chạy thẳng xuống Cáp Treo là qua Bãi Kem là bãi đẹp rồi. Còn nếu mà ngay mùa nắng thì mình có thể trải nghiệm như là Rạch Vẹm. Rạch Vẹm bãi biển tắm rất đẹp và cái sao biển đó. Có sao biển. Sao biển rất là đẹp lắm. Có mấy giờ. Cái san hô này kia. San hô là mình phải đi đảo rồi. Ra tour đảo. Tour bốn đảo. Bốn đảo Cáp Treo. Nếu thật sự nói bốn đảo như mình là đúng đó là tour hòn. Nó bao gồm hòn móng tay, hòn mai rút, hòn gầm ghì nè, hòn thơm nè. Nhưng tôi đảo thì là còn ra đảo thôi, đi tôi đảo đi đó. Về đây thì về Phú Quốc thì em biết rồi, người Phú Quốc hiền lắm, thiệt tình lắm, an ninh thì siêu tốt, công an cả tháng trời không thấy mấy anh ở đâu. Em nghe mọi người nói là nhiều khi chiếc xe mình đậu ở ngoài đường qua đêm vẫn còn nguyên luôn á. Tức là ở đây mọi thứ xe cộ này kia không ai phá phách, không ai trộm cắp cái gì hết. Ở trong vùng sâu là lâu lâu có mất chiếc nha, nhưng mà là cũng sẽ tìm lại được. Còn ở ngoài này thì em đậu cả nè. Về Phú Quốc là được cái thứ nhất, cái đầu tiên là được cái giấc ngủ ngon, là không sợ mất đồ. Không sợ mất đồ, yên tâm. Thứ hai ra đường người ta thiệt tình lắm, giả sử em muốn hỏi đường mà chỉ em tới cái chân luôn cái đường, chứ không phải như thành phố mà chỉ ô không biết đâu. Bây giờ nói chung là mọi nơi là một cái địa phương nào đó mình cũng ngại. Giống như ở Sài Gòn thì đôi khi mình cũng sợ, tại vì cũng có một số thành phần nó quen rồi nên là mình cũng không dám hỏi. Nhiều khi hỏi mà mình đang cầm điện thoại hay kia cái hỏi là bồ câu gặm luôn. Còn như tụi tôi, giả sử như tụi anh nè, nhiều cái khách á cầm điện thoại nhìn hoài, nhiều khi tức quá lại họ muốn đi đâu nói đi tôi chỉ cho. Nhiều khi thấy họ đi vòng mình á. Bất cứ đâu chỉ cho lẹ. Nhưng mà anh lái xe này là lâu chưa anh? Bắt đầu từ có xe năm 2021. Xe có làm lái được. Lúc trước là chạy taxi. Taxi là bằng B2 ha. B2. Nhà anh cũng ở khu vực này hả? Không, nhà thì ở An Giang. An Giang ở khu nào? Ở Chi Lăng An Giang, chỗ bộ đội, chỗ Bảy Núi. Chi Lăng em ở Châu Đốc. Nói chung là biết sao không? Cái người mà ở Phú Quốc này mà bản địa gốc Phú Quốc giờ còn rất là ít. Còn nếu làm thuê cho tụi anh lái xe cho anh bây giờ ấy, khoảng 80% người làm thuê là dân An Giang rồi. Dân An Giang. Em đi hỏi xe, dân An Giang hết luôn. Với lại An Giang, Kiên Giang thì cũng gần á. Cũng gần. Chứ mình đi qua đây mình làm gì cũng tiện. Bên đây giờ là dạng như là du lịch nổi tiếng ở Việt Nam mà. Nói Phú Quốc ai cũng biết hết. Với lại đầu tư nhiều cái khu vui chơi á. Sáng ăn sáng xong cái mình đi vòng chỗ này thấy nó gió nó riêu buồn ngủ á. Còn còn trưa hay chiều nếu mấy bạn muốn quay YouTube thì mình sẽ hỗ trợ mấy bạn vô cái quán hải sản chỗ cầu cảng ngon bổ rẻ lịch sự. Nếu mà giả sử đi đòn hay gì muốn ca hát thì thuê cái thùng karaoke 200.000 ca thể tới 2-3 giờ sáng đó, ở ngoài bãi biển nó ngoài là hết trơn á. Đúng rồi. Trung tâm là 10 giờ là ngủ. Trung tâm đây được 12 giờ.
nhà nhiều đâu, chỉ có đá dưới núi này kia. Cái đường thôi. Đường đất đỏ lúc anh qua đúng đây rồi. Là đường đất còn đất đỏ dưới từ dạ. Bến Tàu đi lên á. Đất đỏ mà khó chạy lắm, nghe nói đi Phú Quốc là sợ tại vì cái đường đất đỏ nó trơn á. Nhất là trời mưa nó bó nắng tay. Nắng thì dở thì mưa. Nắng thì bụi, mưa thì trơn. Sông Hỷ di chuyển qua những cái điểm kia giống như là con đường tơ lụa nè, rồi cái Ngọc Trai nè, rồi Sim nè, hầu như là không cho truyền thông cả nhà ơi, không biết gì thế nào á. Đôi khi thì mình cũng cần truyền thông để mình quảng bá được địa phương của mình. Giờ thì Sông Hỷ di chuyển qua bên vườn tiêu để mà mình cùng tham quan vườn tiêu ha. Ở Phú Quốc thì đặc sản là có Sim với tiêu. Thì mùa này thì nghe nói là mới vô phân thôi, nên là tiêu non còn nha. Đây cả nhà. Tiêu non thì chắc là nó còn một hai cái ai vô cũng thử thử ghét mà tới nỗi mà cái trái nó không còn nhiều chứ. Đây cái tiêu là tiêu non ha, ở trên này tiêu nhiều rồi chứ, tại vì trên cao quá ta bới ta hái không được, ở dưới này nó gần hơn tầm tay của người với nữa. Đây cả nhà, ở đây cũng được. Khi mà nó già nó chín á, cái nó thành màu đen, hơi đen đen á. Mà mua, nếu mà mua tiêu bên đây là thơm lắm. Đã ha. Tiêu này nếu mà nó hơi to xíu á, là mình làm món gà nấu tiêu xong rồi. Anh ơi, bên đây nè, bên này mới đã nè. Cái lá của nó giống như lá bình đằng vậy ha. Hạt tiêu quá nè, tiêu xanh. Mình nấu gà nấu tiêu á, ăn ngon. Này cũng vậy. Thường thì khách đi vô đây là dạng khách đoàn, người ta đi tour á. Còn Sông Hỷ thì đi theo kiểu tự túc của mình. Mình đi mình thuê một chiếc xe mà xe điện thôi, mình đi vòng vòng khu vực này. Mà nếu mà bạn nào mà làm truyền thông thì chắc chắn là những cái khu vực mà trưng bày đồ ăn hoặc là những con đường tơ lụa thì hầu như không được phép quay. Đó nên là cũng rất là muốn chia sẻ nhưng mà không chia sẻ được thì biết sao giờ. Mình quảng bá về sản phẩm của họ mà họ không hợp tác thì không biết như thế nào. Đâu phải cái nào mình muốn đi quay là đơn giản đâu cả nhà. Ê, nguyên chùm nè. Tiêu này á, mình hái á, là mình phải á, một á, là mình sẽ lấy nguyên một cái cây như thế này, mình ngắt ra luôn. Chứ mình không có hái nó từng hạt. Có nghĩa khi hái xong rồi cái kéo cắt trên đây nè. Cắt ngay cuốn luôn. Nó sẽ không bị ảnh hưởng mấy cái trái, mấy cái hạt ở bên sâu xung quanh mình với là hại cho cái cây của mình. Đó. Xong cái mình về mình tuốt như thế này nè, mình tuốt như vậy nè, nó mới ra hạt xong rồi mình xay ra thì nó sẽ thơm hơn. Thường thì mua tiêu sọ, này gọi là tiêu sọ, cái mình mua mình ăn bao nhiêu mình xay bấy nhiêu thì nó sẽ thơm hơn và nó không có bị bay mùi á. Để mình đi thử coi một vòng có được trái tiêu đen nào không. Nhưng mà thơm quá nó. Chùm luôn là đã. Chắc hơn tầm một tháng nó mới chín quá. Đây mấy cây cột. Anh thấy lạ nhất ở Phú Quốc này là thường thường á những cái công ty hay gì đó rất là thích quay sản phẩm của họ nha. Nhưng ở đây vô thì các bạn nhân viên nói quay gì cũng được nhưng đừng quay sản phẩm. Vậy quay gì? Vậy quay người hả? Hay quay nhưng em? Mà mình thì thích quay những cái mà cách làm hơn. Cách đúng chế biến rồi. Hoặc là cách... Hầu như là kêu em giới thiệu sản phẩm là em cũng không có giới thiệu đâu. Tại vì mình đâu có biết như thế nào đâu giới thiệu. Nên là mình muốn quay cái công giống như là quá trình, giống như là khi mình vô trong đó thì cái cây sim giống như cây bây giờ mua tiêu đi. Thì cây tiêu thì quay mình quay cây tiêu. Cây sim thì mình quay cây sim. Chứ tự nhiên mình đi vô quay cây sim cũng không cho mà quay cây tiêu thì cho nha. Đó, cây tiêu thì vô thoải mái luôn. Muốn quay gì quay. Tiêu là chắc anh nghĩ tầm một tháng nữa chắc là chín điều. Đúng rồi. Nhưng mà một cái vườn này chắc một phần nhỏ thôi. Còn những cái phần xung quanh nữa mà. Nhưng mà sẽ không có cho người khách địa phương vô nhiều á. Vì nhiều khi cái sẽ giảm cái năng suất của cái cây. Như thế này thì cho khách du lịch người ta tham quan được nè. Giờ mình tiếp tục mình di chuyển ha. Cái mình coi có điểm nào tham quan nữa thì mình chia sẻ tiếp. Đó, cầu cảng quốc tế đó. Chưa khánh thành, nghe nói tháng 8 khánh thành. Ở đây là cầu cảng quốc tế nè. Nhưng cuối cùng cũng chưa được khánh thành. Cầu cảng. Hiện tại là mình sẽ đi vô trong tour Đại Bắc Hồ. Khánh thành ngày 19 tháng 5. 19 tháng 5. Đây là bức. Cái này là mới đây thôi đúng không anh? Rộng ha. Khu này rộng quá trời luôn. Ở đây thì khu đó chiều dân tập trung tập thể dục này kia đây rất là đông. Buổi sáng thì không có ai, buổi sáng thì làm, chiều mới tập trung.
nhưng mình có được tham quan không ta? Sao thấy có thoải mái mà. Thấy có để cái bảng. Bảng là cấm xe. Cấm xe vào vô thôi đúng không? Nhưng mình đi bộ vẫn được. Đây đây là cho để tham quan đi thể dục vòng vòng vòng. Đây gọi là quảng trường Hồ Chí Minh. Ở đây người ta để cái bảng là quảng trường Bác Hồ là nơi thiêng liêng, xin vui lòng không buôn bán trên quảng trường. Là mình được đi tham quan nhưng mà không được buôn bán. Đi dậm đi xuống đi rồi cái mình tham quan cái quảng trường. Chỗ này thì cũng mới khánh thành gần đây thôi cả nhà. Ồ quá to. Ở phía sau là bức phù điêu bằng đá xanh hay sao á? Sao quá em không thấy. Cái này anh thấy giống ở Tuyên Quang. Nhưng mà thôi. Ở trường Bắc Hồ Tuyên Quang cũng có bức phù điêu ra. Ở đây là còn trong quá trình xây dựng thêm á. À, quan trọng là nó bị mất cái dấu nè xong hỉ. Nhờ chính quyền ở Phú Quốc kiểm tra lại cái bản bị mất dấu rồi nha. Cái cột cờ cũng to hơn. Gió lớn. Ở đây mình nhìn lên mình thấy rõ hơn ha. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890 và mất năm 1969 đó cả nhà. Hiện tại thì thông tin thì Sông Hỷ chưa thấy là biểu tượng cao bao nhiêu thì không biết. Tại vì chưa có thông tin rõ ràng á. Nhưng mà to quá. Bên đây cũng chưa có. Bây giờ mình sẽ đi qua cái bức phù điêu phía sau coi là những gì ha. Đây là cảnh bà con mưu sinh nè. Lưu thông trên biển nè. Ở bên đây thì kéo lưới nè. Rồi có những chiếc xuồng, chiếc ghe tàu. Bên đây thì có các cô chú là đang chợ những cái bụi chuối nè. Ở miền Tây sao mấy. Ở trên là đồng bào Tây Nguyên nè. Những cái nhà rong, nhà sàn. Đây là giống chợ nổi của Cần Thơ. Bên đây thì khu làng chài nè. Chài cá nè. Hồi đó thì những cái phương tiện mà di chuyển là chỉ có tàu, ghe, xuồng ba lá trên đây. Khắc bằng trên đá chứ mấy, là một kỳ công. Giống như gọi là giống đá xanh á. Ở đây chỉ có để tên tác giả của điêu khắc thôi. Không có để biểu tượng cao bao nhiêu. Đây là ngày chạy đưa trẻ đến trường. Thì không biết có cái bia nào để ghi không? Chứ thật sự nếu mà một cái nơi di tích gì cần phải ghi những thông tin chính xác để cho khách du lịch hay khách hành hương tới phải biết được cái thông tin. Cái biểu tượng ở đây rất là cao. Có tên của tác giả điêu khắc nha. Có tên tác giả thôi. Dạ, nhưng mà không có thông tin cụ thể là cái bệ là bệ của bác đang đứng là bao nhiêu và kích thước của bức tượng của bác đó thì bao nhiêu. Không có. Chắc là trong đang quá trình đang làm á. Ở đây thì giả tượng là nhà điêu khắc nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên. Đây. Vương Duy Biên. Cả nhà ơi, nãy thì giờ thì Sông Hỷ đi một vòng cũng khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Đi từ lúc 9:15 thì bây giờ hiện tại là 11:00. Thì video này thì là ngày đầu tiên của Sông Hỷ là cũng có khởi sắc một xíu là có ánh nắng rồi. Mưa lâm râm nhưng mà có ánh nắng mặt trời. Hy vọng cái hành trình này của Sông Hỷ cũng chia sẻ đến mặt cô chú rồi chút về địa điểm mà mình đi trải nghiệm. Nếu mà có dịp nào đó lễ hoặc gì đó thì mình cũng có một cái kinh nghiệm để mình đi đi vượt kiếm như Sông Hỷ. Thay vì mọi người đi tour thì đi trải nghiệm như Sông Hỷ thì mình sẽ đi tự túc hơn. Đi sáng thì đèn sáng xong rồi mình đi xe
đi xe điện để mà mình cùng trải nghiệm. Rồi ghé ở khu vực này thì có rất là nhiều chiếc tàu. Tàu này gọi là tàu đi đánh mực, đi câu mực á, ban đêm á. Thì giờ thì Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà video sau. Nhớ ủng hộ Song Hỷ mỗi tối 18 giờ để ra những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị ạ. Bye bye cả nhà. Song Hỷ xin chào cả nhà. Cảm ơn bà cô chú đã luôn đồng hành cùng với Song Hỷ và ủng hộ kênh Song Hỷ Vlog nha. Hiện tại thì Song Hỷ đang có một số mặt hàng của địa phương mình, đó là đường mặt hút nốt nguyên chất 100% thủ công và được đồng bào Khmer được làm ra thủ công bằng tay nha. Và cái này là nguyên chất 100%. Và sau lưng của Song Hỷ là có một cây, là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này thì Song Hỷ là lựa những cây từ 70 năm đến 100 năm. Thì những cái cây đó thì Song Hỷ sẽ làm đũa hút nốt. Một hộp 10 đôi có giá là 120.000. Và trên vai của Song Hỷ là có một chiếc khăn. Khăn này là khăn dệt của đồng bào Chăm. Thì một cái như thế này là 150.000. Và kèm theo đó là quê hương của Song Hỷ là Châu Đốc. Thì Châu Đốc thì có mắm nè, mắm Linh nè, mắm Sặc nè, mắm Thái nè, mắm Chốt nè, mắm Chèn nè. Và cũng có nhiều loại mắm khác nữa nha. Rồi khô nè, khô cá sặc bỏi nè, khô cá dứa nè, khô cá lóc, khô cá lằn, khô cá kết, khô cá chẹt, vân vân và vân vân. Và có thêm đặc sản nữa là nước mắm cá Linh nồng. Ông bà cô chú nào có ủng hộ sản phẩm đó thì liên hệ với Song Hỷ số điện thoại là 0344226262. Số đó của Song Hỷ là có Viber, Zalo luôn nha ông bà cô chú. Bây giờ thì Song Hỷ cảm ơn bà cô chú nha. Bye bye.